Dạ, xin cảm ơn. Kính thưa quý vị, và bây giờ thôi, chúng ta sẽ quay trở lại với phần Q&A tiếp theo, thảo luận ngày hôm nay. Cũng có rất là nhiều quý cổ đông còn rất là nhiều những câu hỏi, và chúng ta sẽ dành khoảng thời gian... Chúng tôi sẽ dành thêm 3 câu hỏi cho quý cổ đông ở tại trại đại hội. Dạ, ưu tiên cho 2 câu hỏi đầu tiên. Dạ, xin mời. Mời chị. Xin chào ban lãnh đạo công ty ạ. Em là Lan Anh, đại diện cho quỹ Vô Thê Phần Việt Nam Fund ạ. Em có 2 ý muốn hỏi công ty ạ. Trong năm 2023 thì công ty mình đã đóng khoảng hơn 200 cửa hàng của chuỗi Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh. Thì em không biết là công ty mình đã hoàn thành cái quá trình tái cấu trúc của các chuỗi này hay chưa, hay sẽ vẫn tiếp tục đóng các cửa hàng không hiệu quả trong năm 2024 ạ. Ý thứ hai là EY đã là đơn vị kiểm toán của công ty mình rất là lâu rồi, hơn 10 năm rồi. Thì quỹ chúng em đề xuất là năm nay phía công ty nên đổi sang một công ty kiểm toán khác trong chuỗi Big Four để tăng tính minh bạch của báo cáo ạ. Em xin hết ạ. Xin cảm ơn ạ. Cảm ơn bạn. Và xin được mời đại diện của đoàn chủ tịch anh Tài. Nãy giờ đây là câu hỏi đầu tiên nói về tái cấu trúc á. Thế anh trả lời ngắn gọn vậy. Khi mà nghe nói tới cấu trúc á, thường thường người ta con người ta nói về giảm người rồi đổi người này quản lý cái này người kia phụ trách cái khác vân 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 vân. Thế thì tái cấu trúc trong cái nhìn của tập đoàn này đó là một cái quá trình chúng ta giảm lượng và tăng chất. Giảm lượng là gì? Nếu mà chúng ta làm 10 việc thì bây giờ chúng ta cắt đi, bỏ đi không làm 5 việc, chúng ta chỉ làm 5 việc còn lại thôi. Tăng chất là gì? Thì còn 5 việc còn lại thì chúng ta làm sao để làm 5 cái việc đó cho nó tốt lên rất là nhiều để cái kết quả nó lớn lên. Và cụ thể các bạn thấy là Bách Hóa Xanh nếu mà giảm lượng tăng, thật ra Bách Hóa Xanh là cái đơn vị đầu tiên đã bước vào quá trình tái cấu trúc cách đây 5-2 năm rồi cơ. Và vào lúc đó nó giảm khoảng 900 hay không hả? Giảm khoảng 900 shop. Mà bây giờ doanh thu của Bách Hóa Xanh ngày hôm nay nó cao hơn cái thời điểm mà nó có 2.600 shop. Các bạn có thấy hình ảnh không? Đó là khái niệm giảm lượng tăng chất. Nếu Bách Hóa Xanh đã đi đầu, đã khởi động cái quá trình này. Và trong năm vừa qua thì cái này nó diễn ra ở mọi ngóc ngách của tập đoàn, không phải ở những cái chuỗi mà cả ở những cái khối phục vụ. Như vậy là một quá trình giảm lượng tăng chất nó diễn ra rất là mạnh mẽ ở khắp mọi nơi. Thì chúng ta đã giảm rất nhiều thứ, những cái thứ mà kém hiệu quả, những cái thứ mà không ok. Và chúng ta dành cái thời gian, công sức, tiền bạc vào những cái nơi mà nó quan trọng và kết quả nó tạo ra. Shop giảm, con người giảm, nguồn lực giảm, vân vân và vân vân. Và doanh thu trong quý 1 tăng trưởng 17%. Đó là cái kết quả. Thì cái quá trình này nó không phải là một cái gì đó làm một lần và nó biến mất. Và đây là một cái văn hóa mới. Nó là một cái quá trình, nên nó diễn ra liên tục. Và từ nay trở đi các bạn sẽ thấy định kỳ. Tất nhiên chúng ta mỗi ngày chúng ta phải lo kinh doanh chứ, chúng ta đâu ngồi đây mà giảm lượng tăng chất hoài. Nhưng mà định kỳ 6 tháng, 1 năm một lần thì cái process này sẽ được lặp lại. Giống như cái việc chúng ta ở một cái nhà, chúng ta không thể nào là sửa chữa cái nhà này liên tục. Nhưng mà định kỳ chúng ta phải dòm ngó lại, sao bây giờ cái nhà này nó không còn hợp lý nữa, chúng ta phải sửa chữa, điều chỉnh vân 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 vân. Và đây là một cái văn hóa mới của tập đoàn này. Nếu mà các bạn kỳ vọng, ngay cả nội bộ này mà các bạn kỳ vọng quá trình này nó sẽ chấm dứt và từ nay trở đi sẽ không còn bất kỳ cái tái cấu trúc nào thì các bạn chưa hiểu cái ý đồ mà anh đang thực thi. Chỗ này sẽ, đây là một cái process và nó được renew lại 6 tháng, 1 năm một lần để bảo đảm chúng ta không có cái gì dư thừa trên cái cơ thể này, để bảo đảm mọi thứ chúng ta giữ lại là cái thứ hiệu quả. Chúng ta sẵn sàng cho một cái tinh thần đó các bạn ha. Chỉ đừng nghĩ thôi cố gắng lần này nha, không có lần thứ hai đâu, quên đi. Lần thứ hai sẽ có, lần thứ ba sẽ có, lần thứ tư sẽ có và lần thứ 10 sẽ có. Thì chắc chắn chúng ta sẽ có một cái tổ chức rất là gãy gọn, rất là ngon lành, rất là mạnh mẽ. Không có bất kỳ cái gì nó thừa trên cơ thể này cả. Ok. Rồi bạn nói lựa chọn công ty kiểm toán thôi, cái này chắc để anh Linh trả lời. Nhưng mà hồi nãy trong giải lao anh có nói với bạn này đó. Cái tính minh bạch nó đến từ chính cái tổ chức đó. Chứ không phải ai là cái người kiểm tra bạn. Bởi vì thôi những cái đại án mà các bạn đang thấy rồi cũng có kiểm toán, cũng có thậm chí kiểm toán của nhà nước, thanh tra này kia nó đủ mạnh chưa? Mạnh hơn rất là nhiều nhưng mà minh bạch nó vẫn không có.
Thì thôi cái này để cho Linh trả lời ha. Nhưng mà trong quá nhìn quan thì cái tính minh bạch nó đến từ chính bạn. Chỉ có bạn mới biết bạn có đàng hoàng hay không. Chỉ còn để ai đó nói bạn đàng hoàng thì cái đó chắc nó cũng còn lờ mờ lắm ha. Bạn này có đề nghị là đổi công ty kiểm toán để tăng cái tính minh bạch. Linh cảm ơn anh Tài. Một cái gợi ý của anh Tài, một cái ý kiến của anh Tài, Linh cảm nhận cái minh bạch nó đến từ cái người thực hiện cái công việc đó, đúng không? Các bạn nhìn vô đội ngũ thế giới đồng, các bạn có niềm tin ở đó thì các bạn thấy được người ta làm như vậy, thì cái đó là cái chứng minh cái sự minh bạch. Còn cái bên ngoài này nó cũng là một cái yếu tố. Tuy nhiên là Linh ghi nhận ý kiến của các bạn, của bạn liên quan đến vấn đề này ha. Một lần nữa thì Linh vẫn nghĩ là cái con người vận hành cái doanh nghiệp này là quyết định tất cả các vấn đề. Cảm ơn anh Linh. Dạ, cảm ơn anh. Rồi, mình có thể dành thêm câu hỏi cho một cái anh chị nào đã giơ tay trước. Dạ rồi, mình chỉ còn thêm hai câu hỏi nữa thôi. Dạ, mời chị. Em xin chào bà lãnh đạo, em là Thu Hà đến từ công ty chứng khoán Vietcap. Thì em có nhiều câu hỏi lắm, nhưng mà tại vì chị được em xin được đề một câu hỏi cho Bách Hóa Xanh. Thì như em quan sát trong 2 năm vừa qua thì mặt hàng tươi sống là cái chủ lực để mà mình thúc đẩy doanh thu. Nhưng mà một cái bất lợi của mặt hàng tươi sống là biên gộp đã không được cao, với chi phí logistics nó cũng cao nữa. Thì không biết trong tương lai gần bán đạo có những cái gọi là sáng kiến hay là biện pháp nào để mà tăng cái hiệu quả hoạt động từ việc bán mặt hàng tươi sống hay không? Nếu có thì xin bán đạo chia sẻ cụ thể. Em xin cảm ơn ạ. Trọng xin đại diện chia sẻ. Cái biên độ là lãi gộp của Fed nó như các bạn thấy thì nó tương đối là nó chưa được cao so với lại cái mặt bằng chung, thì tụi này tập trung vào cái việc là cải thiện về cái chuỗi cung ứng, tập trung vào cái thay đổi cái cách làm và cái mô hình cung ứng cho hàng tươi để cái chi phí cung ứng hàng tươi nó thấp, nhưng mà cái chất lượng nó phải cải thiện hơn so với trước đây. Thì đây là một cái nỗ lực rất là lớn trong quá trình 2023 tụi này đã bắt tay làm, và mọi người cũng đang thấy cái hiệu quả từ hai cái đó nó đang được xảy ra và sẽ tiếp tục làm trong năm nay nữa. Thì đó là cái mục tiêu chính mà Bách Hóa Xanh hướng đến để cải thiện. Anh trả lời được ý em chưa? Thấy hơi hơi khó hiểu. Thu Hà có thể lặp lại câu hỏi một lần nữa được không? Dạ, mời bạn. Ý em muốn hỏi anh là mình đã làm gì và sẽ làm gì để mà tăng cái hiệu quả hoạt động của mặt hàng tươi sống á. Em biết là công ty có cố gắng, nhưng mà em cũng muốn hiểu cụ thể là mình đã làm gì trong suốt thời gian qua. Cảm ơn. Ý của Thu Hà là mình có cố gắng nhưng mà mình làm cái gì? Phải không cưng? Rồi, mời anh Trọng. Thực ra cái nỗ lực đầu tiên là tụi này sẽ nỗ lực bán hết. Vì bán hết sẽ giúp cho cái việc là thứ nhất là cái nỗ lực công sức của người chồng cho đến vận hành mà bước đi sầu rác là nó rất là không ok với xã hội. Thì đó là cái nỗ lực đầu tiên. Nỗ lực thứ hai là mình, như mình vừa chia sẻ đó, mình tìm cái cách mình cải thiện về cái chuỗi cung ứng để mình làm cho cái chi phí cung ứng hàng phát đó nó giảm sâu. Thì qua đó nó giúp cho mình cái biên độ lợi nhuận mình tốt hơn. Dạ, và cái thứ ba nữa là mình sẽ, cái định hướng là mình sẽ mua gần như là tận cái gốc và mình bán cho người tiêu dùng. Thì ba cái mũi nhọn đó mình đang tập trung. Làm như vậy được chưa Thu Hà? Cảm ơn em. Dạ, và mời câu hỏi cuối cùng, xin được mời cổ đông. Anh đã đưa tay lịch sự á chứ. Em là Duy đến từ quỹ Dragon Capital. Em cũng muốn hỏi thêm ý mà Hà vừa hỏi về mặt hàng tươi sống ấy. Thì em thấy ở trong khoảng tầm 1-2 năm gần đây thì cái phần mặt hàng tươi sống này mình đang có vẻ là đang đi theo hai hướng. Một cái hướng thứ nhất là liên quan đến những cái hàng tôm cá, thì mình đã bắt đầu partner với các cái doanh nghiệp rất là lớn để mà mình phối hợp và cùng nhau làm để mà đảm bảo được nguồn cung và đảm bảo được cái chất lượng của sản phẩm trong tương lai.
Thì khi mà em nhìn cái mô hình này mà quay ra với cả ví dụ như là rau củ quả đây chẳng hạn, thì có vẻ là ở đầu bên kia mình không có một cái nhà cung ứng nào mà nó đủ lớn để mà có thể đi cùng mình đến đặc biệt là bây giờ với sản lượng hàng tươi sống của mình đang tăng lên rất là nhiều rồi. Thì em cũng muốn hiểu thêm là với những cái phần rau củ quả đấy thì mình có thể làm được thêm những gì, hoặc là có những cái partnership nào mình có thể làm được để cải thiện về hàng tươi. Rồi, rất là cảm ơn em. Cái hàng rau củ quả như em nói đúng á, tại vì cái nguồn cái việc nuôi trồng ở Việt Nam á nó rất là phân mảnh. Nhưng mà đó cũng là cái lợi thế. Bởi vì nếu mà phân mảnh á thì cái chuỗi cung ứng của mình nó rất là gần gũi, nó rất là sát gần, thì cái nếu mình tận dụng được cái đó thì cái hiệu quả chi phí mình sẽ thấp. Thế thì làm sao để chúng ta phát triển được cái nguồn nó ổn định và đặc biệt nó hướng về hai cái thứ, một là chất lượng, hai là cái an toàn. Thế thì tụi này đang phát triển những cái gọi là một cái cụm nông dân, hộ nông dân mà thông qua đó sẽ có một cái đơn vị thu mua để họ phối hợp với mình để triển khai các cái kế hoạch trồng cũng như là cái kế hoạch về đảm bảo cái an toàn. An toàn đây là an toàn thực phẩm ấy, về những cái chất trừ sâu rồi các cái chất kích thích ấy, thì mình sẽ triển khai rất là mạnh mẽ cho cái đó. Thì đó là cái hướng mà Bát Rau Xanh đang chọn. Và dẫn đến cái việc là sản lượng chúng ta tăng rất là hỗn, tăng rất là tốt. Tuy nhiên là cái nguồn cung vẫn là tốt, và cái đó là cái công sức lớn nhất đến từ cái đội mua của anh Dũng và với cái tài dẫn dắt của anh Dũng. Thì trọng chia sẻ lại cái góc nhìn, cái chiến lược của anh Dũng thôi. Anh nắm bắt vậy nè, để cho các bạn thấy bức tranh tổng quan của Bát Rau Xanh nè. Với cái doanh thu 31.000 tỷ, thì hiện nay Bát Rau Xanh là cái đơn vị bán lẻ hiện đại về cái hàng này lớn nhất Việt Nam. Cái đó đúng hay không? Hơn Copmark, hơn bất kỳ ai khác về bán lẻ ngành này. Mình có thấy được cái hình ảnh đó đầu tiên rồi đã. Với cái đó thì mình có cái lợi thế gì? Thứ nhất là với những cái nhà sản xuất quy mô lớn, tức nghĩa là họ có nhà máy, họ có trang trại vân vân, như trứng nè, như là hải sản nè, như là thịt heo này kia, thì chắc chắn mình là cái chuỗi mà bán cái sản lượng khủng nhất của họ. Các bạn đi hỏi CB, các bạn sẽ có được thông tin đó. Các bạn hỏi Minh Phú, không ai bán nhiều như anh. Bạn hỏi những cái người mà chuyên nuôi gà mà quy mô lớn, họ cũng giật mình, ông bán nhiều triệu vị. Thế thì mình có cái lợi thế trong cái việc quy mô đối với những cái người sản xuất công nghiệp, sản xuất quy mô lớn. Mình thấy được hình ảnh không? Rồi xong. Nhóm thứ hai là nhóm mà cái thuộc cái hệ nuôi trồng, tức là trời trồng rất là phân tán. Ví dụ như trứng vịt đi, là một cái ví dụ ha. Rồi ví dụ như rau này kia đi, bởi vì nó rầm rải khắp mọi nơi. Thì đây là một cái khó khăn. Nhưng mà cái khó khăn này ai giải được thì người đó về đích. Bởi vì cái này mà nó cũng dễ, như cái ở nước ngoài là có những cái trang trại trồng rau, xong người ta đóng thành từng cái gói rất là đẹp, giao đến thì ai cũng như ai. Tức là về cái khía cạnh mua là bạn hết lợi thế rồi. Thế thì thắng hay thua nhau ở khúc này, bạn có khả năng mua được ở những cái mô hình phân tán này không, và mua theo một cái cách hiệu quả hay không? Vì đó là lý do 1.8 tỷ nó xuất đầu lô gì ạ? Đó là lý do người ta lỗ vài ngàn tỷ và bạn sẽ bắt đầu bước vào quá trình kiếm tiền. Đó. Cái khó thì nó mới phân định được cái người có năng lực để vượt qua khó khăn đó hay không. Còn nó dễ như nhau thì chúng ta trở thành cái người box carrier, tức nghĩa là người chuyển cái hộp từ chỗ này sang chỗ kia. Cái đó thì ai chả làm được. Cảm ơn anh Tài. Dạ. Kính thưa quý vị, như vậy thì chúng tôi xin phép được kết thúc phần thảo luận tại đây vì thời lượng chương trình có hạn. Và ngay bây giờ chúng tôi xin được trân trọng kính mời Ban Thư ký công bố biên bản họp đại hội ngày hôm nay, Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Động trước đại hội. Xin mời. Kính chào đại hội. Ban Thư ký xin tóm tắt lại nội dung biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2024 được diễn ra ngày hôm nay và đã được chúng tôi ghi âm, ghi hình đầy đủ và sẽ được lưu trữ điện tử tại công ty. Toàn bộ nội dung của đại hội, kết quả biểu quyết và nội dung được thông qua sẽ được chúng tôi công bố bằng biên bản sau đại hội. Hôm nay, ngày 13 tháng 4, 2024, Đại hội đồng Cổ đông Thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động tại địa chỉ tòa nhà MWG, lô T2, 1.2 đường D1, phường Tân Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật. Ban kiểm phiếu, quy chế kiểm phiếu, chương trình và nội dung cuộc họp theo tờ trình số 01/2024/TT/DHDCD/MWG do Hội đồng Quản trị ban hành ngày 19 tháng 3, 2024 và tờ trình sửa đổi bổ sung số 02/2024/TT/DHDCD/MWG
do Hội đồng Quản trị ban hành ngày 9 tháng 4 năm 2024 được 100% cổ đông dự họp đại hội thông qua. Đúng 15 giờ ngày 13 tháng 4 2024, thời gian kết thúc kiểm phiếu đã thông qua các điều khoản sau. Điều 1, thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2023 và tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2023 số 01-2023-NQ-DHCD-NLG ngày 8 tháng 4 2023. Điều 2, thông qua báo cáo tài chính kiểm toán 2023. Điều 3, thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024. Điều 4, thông qua phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt từ nguồn lợi nhuận giữ lại. Điều 5, thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho ban điều hành và cán bộ chủ chốt của Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động và các công ty con dựa vào kết quả kinh doanh năm 2024, ESOP 2024. Điều 6, thông qua việc giảm vốn điều lệ do công ty mua lại cổ phiếu của người lao động đã nghỉ việc. Điều 7, thông qua phương án mua lại cổ phiếu của chính mình làm cổ phiếu quỹ. Điều 8, thông qua sửa đổi điều lệ. Điều 9, thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm 2024. Điều 10, thông qua thù lao và giao dịch với thành viên hội đồng quản trị và ủy ban kiểm toán cho năm 2024. Cuộc họp kết thúc lúc 15 giờ 40 ngày 13 tháng 4 năm 2024. Trân trọng cảm ơn. Cảm ơn ban thư ký và kính thưa tất cả quý vị, ngay bây giờ xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch Hội đồng Quản trị có lời cảm ơn gửi đến quý cổ đông và bế mạc đại hội. Xin mời ông. Thay mặt công ty, thứ nhất là tôi xin cảm ơn tất cả các bạn có mặt ở đây ngày hôm nay, buổi chiều thứ bảy và các bạn dành thời gian ở đây. Tôi cũng biết là cái thời gian Q&A nó không đủ để trả lời tất cả các câu hỏi, bởi vì các bạn đến đây với những cái lo lắng, với là những cái bận tâm, và một số các bạn ra về và giữ nguyên cái bận tâm đó. Thế thì thôi, sẽ có một cái có một cái cách nào đó để Trang thu thập những cái các bạn quan tâm, và chúng ta sẽ tìm cách tiếp nối cái chia sẻ những cái thông tin để các bạn có được cái câu trả lời mà các bạn tìm kiếm trong cái buổi chiều ngày hôm nay. Rồi cũng cảm ơn tất cả các quý cổ đông đã tham gia online. Các bạn ngồi xa và cơ hội của các bạn rất là khó để có thể interactive, có thể tương tác với lại những cái người mà đang trực tiếp vận hành tập đoàn này. Cảm ơn các bạn về cái tham gia từ xa đó. Và chính vì cái đóng góp của các bạn mà chúng ta thứ nhất là có đủ 51% điều kiện để tổ chức đại hội. Nếu mà các bạn không sẵn lòng tham gia từ xa, không sẵn lòng đến đây, thì chúng ta lại phải tổ chức một cái đại hội một lần nữa, bởi vì chúng ta không đủ cái tỷ lệ đó. Cảm ơn Trang cũng như tất cả các bạn tham gia vào quá trình chuẩn bị này. Các bạn nhìn mọi thứ nó đơn giản, nó nhẹ nhàng như vậy, nhưng mà để có ngày hôm nay, đằng sau này là cả một cái hệ thống thiết bị máy móc và rất nhiều nhân viên công nghệ thông tin của tập đoàn đang ngồi phía sau này để bảo đảm là quá trình live stream, quá trình mọi thứ nó diễn ra tốt đẹp. Rồi cảm ơn toàn bộ các bạn cho cái nỗ lực đó. Thế về phía tập đoàn thì đầu tiên anh nhìn nhận năm nay là một cái năm khá là ổn. Bát Hóa Xanh sau cái tái cấu trúc vài năm và bây giờ bắt đầu bước vào cái giai đoạn rất là mới. Giai đoạn đó là cái giai đoạn mà trước đây chúng ta lên thành phố làm việc và ba mẹ dưới quê cứ phải gửi tiền lên cho nó xài. Và đây là cái năm mà cái chiều ngược lại nó sẽ diễn ra. Bát Hóa Xanh sẽ bắt đầu đứng lên và đem tiền về gửi về quê cho ba mẹ. Thế Động Điện Máy Xanh cũng bước qua một cái giai đoạn thay đổi rất là lớn. Từ cái việc là chúng ta để cho đối thủ, để cho người khác lợi dụng cái chênh lệch giá rất là lớn và kiếm chác cái khách hàng của chúng ta. Và chúng ta đứng lên, chúng ta đập phá cái đó. Và nếu chúng ta đã đập phá thành công là chúng ta đã duy trì được cái thị phần của chúng ta. Và chính cái thị phần lớn đó, nó là cái nền tảng để năm nay chỉ cần chúng ta xoay chuyển nhẹ một cái là các bạn thấy lợi nhuận nó quay trở lại ngay. Các bạn tưởng tượng nếu bây giờ doanh số của tập đoàn này không phải là 30 mấy ngàn tỷ mà chỉ là 20 mấy ngàn tỷ, thì các bạn có làm cái quái gì thì lợi nhuận nó cũng không xuất đầu lộ diện đâu. Đó là một cái, nếu mà ai hiểu rõ bản chất của vấn đề, chúng ta đã nỗ lực giữ khư khư cái thị phần, tăng cái doanh thu của chúng ta lên. Shop thì cứ đóng, nhưng mà doanh thu không được giảm, thị phần không được giảm. Thì với cái nền móng 30 mấy ngàn tỷ đó, chúng ta chỉ cần nỗ lực 1-2%, nỗ lực thương lượng, nỗ lực tạo những cái chương trình bán hàng vân vân, và lợi nhuận lập tức nó quay trở lại. Làm sao mà có chuyện mà một năm có 100 mấy chục tỷ, mà trong quý 1 này chắc chắn cái lợi nhuận của nó chắc gấp rất nhiều lần của năm vừa qua, nội trong một quý này thôi. Thì đó là, nếu ai hiểu rõ ràng sẽ thấy là
cái hành động mà chúng ta quyết định là giảm giá, quyết định chiến giá để giữ vững cái thị phần của chúng ta. Để rồi quý 1 này chúng ta mới có một cái xoay chuyển rất là ngoạn mục như thế này. Đó, thì thôi tất cả những cái bạn mà ngay cả trong nội bộ mà lăn tăn là cái quyết định mà giảm giá này kia nó đau đớn quá, nó có giúp gì được cho chúng ta không? Thì bây giờ là lúc các bạn thấy nó giúp cho chúng ta. Các bạn nhìn không đủ xa, thành ra các bạn chỉ thấy cái ngắn ngắn trước mắt. Sau mỗi tháng mình đang lời cả mấy trăm tỷ, sao giờ nó bằng không? Nhưng mà nếu không có những cái bằng không trong nhiều tháng đó thì quý 1 năm nay không có cái gì cao siêu đâu. Rồi, như vậy thấy dòng điện máy xanh đã hoàn tất cái quá trình để giữ vững thị phần và tăng trưởng thị phần. Và bây giờ là cái lúc nó sẽ quay lại và nó cho thấy cái sức mạnh của nó. Và năm nay thấy dòng điện máy xanh sẽ là cái trụ cột đóng góp vào trong cái lợi nhuận của tập đoàn. 2.400 tỷ này dễ không dễ mà khó không khó. Lúc mà xây ra nó thì thấy khó, nhưng mà ngồi đây bắt đầu thấy nó dễ rồi. Lúc xây nó, các bạn đang đứng trên cái nền tảng 170 tỷ cả năm. Các bạn nói 2.400 tỷ, nhiều người nói ông lại nói láo nữa. Nhưng mà ngồi đây vào cái thời điểm sau 2 tháng đầu năm và cái doanh thu của quý 1 này, hình như mình cảm thấy nó dễ hả? Rồi, An Khang là một cái thách đố trước mắt của tập đoàn này. Đó là sự thật. Chúng ta chưa tìm ra được một cái mô hình kinh doanh đủ sức mạnh mẽ để có thể thu hút, lôi kéo được khách hàng. Chúng ta đã nhìn nhận đó. Và chúng ta sẽ phải mất thêm vài tháng nữa, thậm chí là hết năm nay để thật sự tìm ra cái mô hình kinh doanh mạnh mẽ cho An Khang. Và khi nó tìm được cái công thức rồi thì lúc đó quá trình mở rộng nó sẽ vũ bão. Bởi vì cái ngành này nó luôn luôn một cái ngành nào đó nó cũng đủ chỗ cho một vài cái kẻ thống trị. Bất kỳ cái ngành nào các bạn sẽ thấy đó. Nhiều quá không liệu không được đâu. Nhưng mà 2-3 cái kẻ thống trị sẽ là người lấy hết cái hiệu quả của một cái ngành. Còn tất cả những cái chân dài dài, cái đuôi dài thòn phía sau sẽ rất là khó khăn để có thể lợi nhuận. Thì tôi cho là cơ hội của An Khang vẫn còn nằm ở đó. Chúng ta cần phải nỗ lực từ nay đến cuối năm để hoàn tất cái sứ mạng đó. Rồi Avakit thì các bạn thấy rồi, một cái chuyển đổi rất là rõ ràng đang diễn ra. Và Avakit sẽ là cái chuỗi bán online số 1 Việt Nam về cái ngành này. Đó là cái dịch chuyển rất là rõ ràng. Và tôi sắp tới các bạn sẽ thấy một cái chiến lược rất là xuyên suốt để thúc đẩy cái đó. Bởi vì không có lý do gì để yêu cầu một cái người mẹ đang nuôi con nhỏ phải bước lên và đi ra cửa hàng của các bạn cả. Không hiểu, nếu mà hiểu khách hàng, tại sao con tôi lo còn chưa rồi nữa mà tôi phải đi mua cái tã cho nó, mấy ông làm cái trò khỉ gì trong cuộc đời này đây. Nhưng mà bởi vì không có sự lựa chọn thì họ buộc phải làm cái việc đó. Chúng tôi sẽ tạo ra một cái sự lựa chọn mà họ sẽ đặt câu hỏi, tại sao bữa giờ mình lại mất thời gian đi mua tã mua sữa cho con mình thế này. Hỏi có bà mẹ nào đang có đứa con 2-3 tuổi mà tự nhiên dành tiếng 2 tiếng đồng hồ bỏ con mình để đi ra mua tã mua sữa không? Bởi vì mọi thứ nó đang quá kém hiệu quả để chuyện đó nó mới xảy ra. Chúng tôi sẽ chấm dứt cái sự kém hiệu quả đó với cái chuỗi An Khang, với cái chuỗi Ava. Đó là một cái nỗ lực rất lớn. Mà nếu có nỗ lực đồng thành thì sao? Thì chúng ta cũng rất là sẵn lòng mở cổng cho một cái phương án gọi là cuối cùng, đó là shutdown của đó. Thôi chúng ta cứ rất thẳng thắn cho cái đó. Như vậy Ava đang đứng trước cái tình huống là thực hiện một cái bước chuẩn ngoạn mục để về đích, hoặc là cuối cùng chúng ta ngộ ra là hình như là người tiêu dùng cũng không hẳn là cần cái mô hình này online hoàn toàn. Thế thì đâu chúng tôi sẽ tiến hành shutdown của đó. Rất thẳng thắn cho cái đó. Như vậy An Khang là cái chúng ta sẽ buộc phải về đích. Ava chúng ta sẽ từ một bước chuyển ngoạn mục cuối cùng để đưa nó về đích. Còn nếu cái nỗ lực đó thất bại thì chúng ta không quyết định giữ một cái đứa đó lâu dài hơn nữa. Đó là những chuỗi tập đoàn. Còn thôi Indo thì quá rõ ràng mạch lạc rồi. Indo thì các bạn sang đó các bạn sẽ thấy là cái mô hình mini này nó rất fit vào trong cái market. Bởi vì bên đó người ta đang bán như cái thời mà các bạn đang mua đồ điện tử, điện máy ở khu Hùng Vương, khu Hoàng Văn Thụ. Thì rõ ràng cái mô hình này nó là một cái sự thay thế hoàn hảo cho cái thị trường đó. Thì cả đối tác lẫn mình đều rất là tự tin trong cái đó. Lần này thì mình khôn hơn một chút, mình không có vỗ ngực xưng tên quá mức. Mình đi tìm một cái đối tác mà họ rất hiểu về thị trường, họ rất hiểu. Bởi vì họ cũng là một cái chuỗi bán điện thoại khủng bố bên đó. Và như vậy những cái thứ mà mình yếu kém thì họ lại rất là mạnh mẽ. Những cái thứ mà mình mạnh mẽ thì họ chả biết gì. Và cái hợp tác giữa hai cái người, một người mỗi người biết một nửa, nó tạo nên cái thành công này. Và có thể kỳ vọng trong thời gian sắp tới, Hera Blue sẽ là một ông kẹ trên cái thị trường này. Thôi, tóm tắt như vậy. Còn những cái mới thì năm nay tập đoàn đã là quyết định là không có làm bất kỳ cái gì mới cả. Vì cái đó gây ra những cái rủi ro không cần thiết. Biết đâu khi mà tiền bạc rụng đỉnh trở lại, chúng ta lại
suy nghĩ về một cái tương lai khác nữa. Ha. Thôi cảm ơn quý cổ đông cho một cái buổi chiều rất là thú vị và chúng ta có cơ hội gặp nhau và trao đổi, chia sẻ. Rồi xin cảm ơn. Xin cảm ơn ông Nguyễn Đức Tài. Một lần nữa xin phép được cảm ơn tất cả quý cổ đông đã dành thời gian tham gia đại hội cổ đông ngày hôm nay. Kính chúc quý vị sức khỏe, thành công và kính chúc cho mã cổ phiếu MWG tím sàn quý vị nha. Cảm ơn quý vị một lần nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.